Quý vị thân mến, nếu như các tuyển thủ Đồng Tháp đang quyết tâm chuẩn bị cho trận derby quan trọng trước An Giang, thì các chân sút nhí triển vọng của đất Sen Hồng cũng háo hức tham gia lớp bóng đá hè do danh thủ Huỳnh Quốc Cường trực tiếp huấn luyện. Đặc biệt, lớp nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cựu tuyển thủ Đồng Tháp lừng lẫy một thời như là Trần Công Minh, Trần Vũ Ngọc. Lớp bóng đá năng khiếu hè của Quả Bóng Đồng Việt Nam Huỳnh Quốc Cường thu hút hơn 80 thanh thiếu niên ở Sa Đéc và các huyện lân cận tham gia. Hầu hết các em đều nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Với mục đích ươm mầm cầu thủ trẻ của tỉnh Đồng Tháp, nên sân chơi hè này được nhiều nhân vật nổi tiếng của bóng đá đất Sen Hồng tham gia. Trong đó, có huấn luyện viên Phạm Duy Tiến, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, từng dẫn dắt Đồng Tháp du lịch quốc gia năm 1989 trên sân Hàng Đẩy. Huấn luyện viên Đoàn Minh Sương, người đưa Đồng Tháp đoạt cúp du lịch quốc gia năm 1996. Và những người hùng năm ấy như Lại Hồng Dân, Huỳnh Quốc Cường, Trần Công Minh, Ngô Công Nhậm đều góp mặt mở lớp bóng đá năng khiếu này. Các em đều rất thích thú khi được các thần tượng của mình như Trần Công Minh, Trần Bửu Ngọc, Ngô Công Nhậm, Nguyễn Quý Sửu trực tiếp đến tặng áo đấu. Mục đích khi em xuống đây là xây dựng đề án để động viên các em, để các em tập luyện tốt, để có thể thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cái hai, cái tặng áo là để cho các em có động lực thêm để vui vẻ, để cố gắng tập luyện và có sức khỏe ở sau này ạ. Thời gian học của lớp bóng đá khóa 1 này bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 tại sân bóng đá 24 giờ thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Tham gia lớp năng khiếu này, các em có độ tuổi từ 9 tới 13, chiếm đông nhất là 12 tới 13 tuổi. Lớp bóng đá hè này rất thuận lợi khi được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và tập đoàn Cỏ Mây, nơi cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường đang làm việc. Cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường và ba cộng sự khác tham gia huấn luyện các em về kỹ thuật cơ bản, đồng thời chỉ thêm về chiến thuật nhằm giúp các em phát huy năng khiếu và tư duy chơi bóng. Lớp bóng đá còn trui rèn ý chí, phẩm chất và tinh thần đồng đội cho các em. Không khác gì cầu thủ đàn anh, cầu thủ nhí cũng tập luyện bài bản như dẫn bóng, chuyền bóng và sút cầu môn. Mục tiêu thì như tạo sân chơi cho các cháu sau khi thời gian học căng thẳng. Tuy nhiên có quá trình tập luyện thì Cường có trang bị cho các cháu những kỹ năng cơ bản trong bóng đá như là đá lòng, đá mu, cách chạy hay là cái đá má trong, má ngoài, giữ bóng. Cái cơ bản cho các cháu trước. Một số em xử lý bóng tinh tế đã cho thấy tố chất chơi bóng. Cũng từ sân chơi này mà nhiều tài năng bóng đá được ươm mầm. Mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nên cũng dễ hiểu khi các bạn nhỏ tập luyện rất hăng hái. Huấn luyện viên Huỳnh Quốc Cường không chút ngơi nghỉ với một lớp bóng đá có hơn 80 em khát khao chơi bóng. Anh chỉ dẫn tận tình giúp các em càng quyết tâm tập luyện. Từng có thời gian làm trợ lý cho Trần Công Minh ở đội tuyển Đồng Tháp nên Quốc Cường cũng có kinh nghiệm trong việc truyền đạt cho học trò. Anh cho biết đến đây tất cả các em đều mê bóng đá. Em nào cũng muốn được chơi bóng nên cũng thuận lợi trong truyền đạt kỹ chiến thuật. Phương châm của Huỳnh Quốc Cường là giai đoạn ban đầu không nên huấn luyện nhồi nhét nhiều kỹ thuật, mà cho các em hình thành và tập các kỹ thuật cơ bản. Cần nâng cao chế độ dinh dưỡng để các em phát triển thể hình tốt thì mới hy vọng vươn lên bóng đá đỉnh cao. Việc tổ chức thường xuyên các lớp bóng đá như thế này giúp các em có điều kiện cọ sát, trao dồi kinh nghiệm để nhanh tiến bộ. Trong quá trình tập luyện thì em nào tốt hoặc là có năng khiếu thì Cường có sẽ giới thiệu hoặc lên các câu lạc bộ tốt hơn như Đồng Tháp hay như là BDF. Khác với sự đồng đều ở các đội bóng đá năng khiếu của tỉnh, lớp bóng đá hè như thế này có đủ trình độ và lứa tuổi khác nhau, nên dù không chịu sức ép thành tích, nhưng huấn luyện các em khá vất vả. Theo huấn luyện viên Huỳnh Quốc Cường, cho đây là lớp phong trào, nên việc huấn luyện phải đa dạng và thường phân theo nhóm tuổi. Đồng Tháp có thuận lợi là có truyền thống bóng đá lâu đời, người dân rất đam mê bóng đá. Thời gian qua, công tác đào tạo cầu thủ trẻ cũng đạt được nhiều kết quả tốt, gần nhất là lứa cầu thủ trẻ đoạt 3 chiếc du lịch liên tục U15, U17, U19 quốc gia. Theo huấn luyện viên Huỳnh Quốc Cường, thì cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và tập luyện của Đồng Tháp chỉ thuộc dạng trung bình. Còn kinh phí đầu tư cho bóng đá thì kém xa BVF, Hà Nội, TGT, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác. Nên hiện nay công tác đào tạo cầu thủ trẻ cũng gặp khó khăn, chưa đáp ứng được cho đội tuyển thi đấu tốt ở giải chuyên nghiệp.
Vì thế, anh muốn góp một phần công sức tìm kiếm, tuyển chọn tài năng bóng đá ở địa phương để giới thiệu cho các tuyến năng khiếu của tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp là nơi có phong trào bóng đá mạnh trong cả nước. Cả phụ huynh và trẻ em nơi đây rất đam mê bóng đá. Đây là thuận lợi mà không phải địa phương nào cũng có. Để các em có một cái sân chơi hữu ích trong dịp hè. Qua cái sân chơi này thì tạo cho các em rèn luyện thể chất, thể lực và cái tìm hiểu kỹ năng cơ bản về môn bóng đá, thì giúp các em có cái lòng đam mê về cái môn bóng đá. Với cái sự hướng dẫn của danh thủ Huỳnh Quốc Cường, với một cái danh thủ rất là nhiều kinh nghiệm và giàu thành tích, thì chắc chắn nơi đây sẽ là cái nơi ươm mầm bóng đá trẻ và cái nơi để thúc đẩy cái bóng đá phong trào của thành phố. Thì qua đây giúp các em hoàn thiện và trưởng thành. Trong tương lai các em sẽ trở thành những cái cầu thủ chuyên nghiệp. Hy vọng của tôi là cái lớp này sẽ được đạt được kết quả tốt. Và sau cái lớp này có những cái lớp khác để tạo cho các em một cái sân chơi bổ ích, đặc biệt là trong dịp hè, và cái đóng góp phong trào bóng đá của thành phố Sa Lét nói riêng và của tỉnh Đồng Tháp chúng ta nói chung. Từ niềm đam mê bóng đá của đông đảo người dân mà nhiều năm trước, Đồng Tháp đã sản sinh ra được nhiều cầu thủ xuất sắc cho bóng đá Việt Nam. Đó là những yếu tố giúp cho công tác tuyển chọn và đào tạo bóng đá trẻ Đồng Tháp gặt hái được thành công trong thời gian qua. Không có kỳ vọng gì nhưng mà chỉ mong thôi, mong là các em có cố gắng tập luyện tốt và học tập tốt để có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Mong muốn của tôi là trong sau cái lớp học này thì con tôi được rèn luyện cái thể chất và cái thể lực và cái niềm đam mê bóng đá, rồi rèn luyện cái kỹ năng giao lưu với bạn bè để tạo một cái niềm vui sân chơi bổ ích trong dịp hè của các cháu. Và qua đó cũng rèn luyện được cái đam mê của nó và hy vọng nó sẽ trở thành một cái cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. Lớp năng khiếu này là cơ hội để các nhà tuyển trạch bóng đá Đồng Tháp tìm kiếm và phát hiện các tài năng trẻ. Các cầu thủ tiềm năng nếu được phát hiện sớm và được huấn luyện bài bản sẽ có nhiều khả năng trở thành cầu thủ lớn trong tương lai. Cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường và các cộng sự hy vọng sẽ tìm được những phiên bản của Tấn Trường, Bửu Ngọc, Thanh Hào, Thanh Hiền qua những lớp bóng đá như thế này.